Rồi cô, rồi hôm nay em đóng hàng cho anh Luân rồi. Bảo là trước khi giao hàng kiểm tra trước khi giao hàng. Của anh Luân thôi. Cái chân lại mỏng. Tháo rồi, tháo rồi. Tháo rồi đi. Tháo rồi còn hai cái bom. Bây giờ kìa. Bây giờ kìa, lấy cái gì vậy? Tháo rồi hai cái bom. Rồi. Cốt HT500 hôm nay nó có sẵn 70 rồi ha. 26, 25. Rồi, hôm nay có không mà đủ rồi hả? Bỏ vô, cảm ơn. Trong cái bao này rồi. Trời, trong đây nó có một cái lục giác nha. Lục giác. Lục giác để mở cái này nè. Cái lục giác. Cái này bơm nó cứng rồi nè. Cứng rồi, không có sợ, không có xuống luôn nè. Đó, đau tay luôn. Rồi, xả đi. Bỏ vô cái này chứ. Yeah.